chưa được tiếng nào 500 tỷ. Cua lắm nha. GW. Ôi ôi. Mèo. Vâng, tôi đang thấy Minh Nhật đang chọn cái gì đây? Lắp mặt cái gì đây? À, có nên nặng không nhở? Không dám nhìn. Pháp. ZT. Đi rồi. Bú chưa nhở? Tôi đã có lâu đó khoảng tầm 16.909 FC. Thì thực sự là những cái tháng vừa rồi thì tôi không đụng vào cái chỗ FC được gà cho. Cộng với cả cái hôm mà đi sự kiện ấy, mình thắng được 100.000 FC. Mình thắng được 100.000 FC. Thành ra là chia ra 10 người, mỗi người được 10.000. Đấy thì hôm qua gà cũng vừa phát cho tôi luôn rồi. Tổng đang có 16.900 FC. Nào, hôm nay thì cái bao shot này thì đang chưa biết chơi như nào nhỉ anh em nhỉ? Bao shot đang chưa biết chơi như nào đấy. Thì hôm nay lần đầu tiên, nói chung là lần đầu tiên trong cuộc đời, từ hồi gọi là biết đá FIFA đến giờ, lần đầu tiên mở được khoảng full sự kiện ở nơi chính. Full sự kiện ở nơi chính lần đầu tiên luôn. Nên là cũng hơi kiểu hơi bỡ ngỡ một tí. Nhưng mà chưa, mấy lần trước thì toàn anh em mở sẵn cho tôi rồi, chọn sẵn quà cho tôi rồi, nên là tôi chỉ việc vào là mở thôi. Ok, chắc không để cho anh em đợi lâu nữa thì mình cứ quẩy khoảng 50 lần trước nhờ. Quẩy khoảng 50 lần trước đi. 50 lần trước xem có trúng quả jackpot nào không, hay là trúng quả quà của gà không. Hãy lở. Ui, 5 này. Lở vãi trưởng. 8 điểm. X8 là gì nhờ? Đủ 8 thằng đúng không? Tiếp tục. Mình chơi đây, anh chơi đây. Toàn 1-2 điểm này, em thua rồi. Em thua rồi anh em ơi, toàn 1-2 điểm thôi này. 7 điểm. Bao nhiêu nhở? 226 rồi. Biết đâu vớ vẩn mình là trúng được 2.000 FC ấy nhở. A few moments later. Rồi thì chắc là cái này mình nhờ anh em tư vấn hộ nhở. Nhờ anh em tư vấn hộ thôi. Cái mốc này thì chọn ai anh em? Chọn gói nào nhở? Thầy cũng dân có tí icon nữa cho nó khỏe. Vừa hợp trai hát đá giải. Icon anh ơi. Icon Inter Milan á. Hay là làm tí Juventus. Mẹ dùng cái tốt ngon hơn chứ icon. Thề anh em luôn, icon này ra Inter ra lởm vãi chưởng. Thề luôn. Inter ra lởm vãi chưởng anh em ạ. Ra cái này ra Nevet ra Zidane nó còn đỡ. Mẹ ra Juve là ngon nhất anh em ạ. Icon ra Seva Inter cơ mà. Inter mẹ chỉ có gì nhở? Rô béo, mỗi rô béo là ngon nhất. Juve có Moko thôi luôn là làm tí icon này. Làm tí icon mẹ biết đâu mình nổ. Biết đâu mình nổ. Rồi chắc là HW106 nhở. Hay là Real Madrid ta? À? Icon Real mẹ đừng có mơ, đừng có mơ. Mơ được quả Icon Real thôi rồi. Làm quả 106 này. Chắc cú này. 106 là chắc cú. CC là hợp lý. 90 cap để thề luôn ấy. 115. 115 min là đâu đó khoảng tầm hai gói này là gói bịp. Đấy. Hai gói này là gói bịp anh em ạ. Đừng chơi những cái gói như này, gói bịp ấy. Lên là chọn 105. Lên là gọi chọn 105. Mình có nghĩa toàn có bịp thôi. Cái này thì chắc là 96 nhờ. 96 rồi, không thể khác được. 96 này. Mình có này thì chắc là tôi tự chọn được. Cái này thì là của HG này. Hay là CFA nhờ. HG là ngon nhất, ok. Rồi. Tiếp theo nữa. 98 hay 99 nhờ. 99 ra 114 phèn lắm. Thôi rồi, lấy cap đi anh em ơi. Cap còn ra CR7. Gulit các thứ. Chắc là FA nhờ. Không thể khác được. FA rồi. FA. Mẹ mở hết mấy gói cốc 8 rồi đi. Thôi chắc ở lấy BTB rồi. Con này phải lấy BTB rồi. Hai con BTB cho chắc cú anh em ạ. Hai con BTB cho là chắc cú. LLON. Hay là FA 102 cộng. FA rồi. Rồi ok. FA rồi. FA. Cái này chắc là cap 102 nhờ. E21 để làm gì? E21 để làm gì anh em? Thôi lấy LOL nhá. Lấy LOL chắc. Tôi hỏi anh em thôi. Rồi, tôi đang có một vòng đây rồi. Tôi đang hỏi xem anh em ý anh em thế nào, bình tĩnh nào, đi đâu rồi, chuyện đâu sẽ có đó mà. Nó không để cho anh em đợi lâu nữa này. Đầu tiên là mình đang có khoảng 915 tỷ. Đấy, tôi mở quả thẻ BB nha. BB trước xem là khoảng bao nhiêu. BB trước. 280. Mẹ, BB là nhiều ấy. Sự kiện này lởm rồi. Mà sự kiện này rẻ thì chắc là mẹ thẻ cầu thủ ra lởm. Lởm điên luôn ấy. Mở xong có làm gì với đồng BB ấy. Chắc để lại thôi. Để lại xong rồi để đi build team anh em ạ. Thôi thế để lại để build team thôi.
29 à. 1471, anh em trừ giúp tôi sẽ được bao nhiêu BB nhỉ? Anh em trừ giúp tôi với. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hợp đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Ôi, cảm ơn tên với thầy. Anh ơi, em có con ơ khoảng hơn 2.000 tỷ, anh vào Billman okay. Xanh cho em được không? Xong luôn. Nếu được thì để tí em gửi nick trưa mai lên cho em nhé. Ok em. Em làm xong hết rồi. Em cũng mua cầu thủ giúp anh rồi, anh vào nhận cầu thủ rồi xếp vào đội hình là xong content. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hợp đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Cảm ơn tên với thầy. Em mới mua thôi chứ chưa nhận. Vào nhận rồi xếp vào đội hình là xong content. Mà team gì? Vấn đề là team gì mới được? Team gì mới được em? Rồi, 105 cộng 5 này. Đéo bao giờ, không bao giờ mưa được quả CR7. Không bao giờ. Nào. Ô, lửa. Ý. CB. Chiellini rồi. Đủ mẹ, mình có Chiellini rồi mà. Mình có Chiellini rồi mà. Trời ơi, min luôn ạ. Min luôn. Juve luôn. Cứ người luôn kìa. Mình có Chiellini rồi mà. À chưa có. Hình như là chưa có thì phải. Hình như chưa có Chiellini. À mình là Bonucci anh em ạ. Là Bonucci. Chưa có Chiellini anh em phải cho luôn đội hình. Cho luôn đội hình cho nó nét. Cho luôn vào đội hình. Rồi. Rồi. Làm quả HW à. 106 cộng 5. Không phải om om nhiều. Tính tôi là không thích om. Mở luôn. Mở luôn. Không phải om biết gì cả. Mình chưa có một vòng mà có phải chơi 10 vòng đâu mà. Ai đó luôn à? Ai đó sợ thật sự luôn ấy. Ai đó luôn. Ừ. Ai đó. Phải lìn quả tên này. Nào, làm tí icon này. Inter Milan này thì có ngoài rô béo ra có con nào hàng ngon không nhỉ? Chỉ định Verona này. Điên à, làm sao Verona được? Kiểu gì cũng phải qua đường hầm chứ, phải hơn 20 tỷ. Đấy, chuẩn bài. Chỉ định Verona luôn. Con mẹ em ấy đùa gà bịp à. Chỉ định Verona luôn kìa. Mẹ keo đúng keo bịp luôn ấy. Mẹ icon lại lởm rồi. Tôi còn 8 gói thôi anh em ơi. Còn đúng 8 gói thôi. Hacker này có phải lọc không nhờ? Hacker này có phải lọc không? Mẹ là lính đéo phải lọc nhờ. Là lính thì phải lọc. Mẹ ra của Messi là bú này. Ra của Messi là bú lên này. Messi Lionel Messi. Hoặc là Beckham cũng được. Bỉ LW. Hazard 114. Lởm quá nhờ. Con này hơi lởm rồi. 114 lởm vãi trưởng à. Con này tôi thật sự không chấp nhận được ấy. Quả Eden Hazard này 114 này thật sự là tôi nghĩ tôi phải mở ra nó nhiều hơn cả 114 cơ. Tiếp theo nữa chúng ta có gói 98. Gói này của Tấn Trường này. Gói này của Tấn Trường ạ. 117 thì tôi nghĩ là 117 đấy. Tầm 117. 117 đổ lên. Với cả có cap 98 này. Xác Minh Nhật đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Mở. Ultraview lên em mở gói BTB 70 cho nào. Nhận cho Minh Nhật. Em không làm thế này, trời ơi. Má, từ bây giờ chưa qua đường hầm phát nào mấy gói cộng 8 này. Đặc cấp ra 115 nó đi. Nếu mà ra hết min cái vòng sự kiện này tôi làm luôn content luôn đấy. Bản lĩnh ra 115 đi. Ôi đi rồi. Đi cũng đi rồi. Mẹ sự kiện này nó đen vãi trưởng ấy thầy. Mẹ sự kiện bao số này nó lở vậy ta. Messi xem nào. Hay là Lewandowski xem nào. Bóc 3 cũng được. Ờ bây giờ cần một tiếng bóc AFA đấy. Chưa được tiếng nào 500 tỷ. Bùa vào nha. RW. Thôi đi rồi. Leo. À, Figo. Mẹn đấy ôi. Nét. Đinh. Rồi. Bú rồi. À, Figo này phải được bú không nhở? Figo này được bù tiền không anh em? Mày vừa khóc cái được ngay quả 400 tỷ. Vẫn là đen, nó vẫn cứ là đen cơ. Rồi, tiếp theo. Min là 117 này.
Tôi hy vọng là một gói 121 với CR7 cấp 8. CR7 cấp 8 anh em ạ. Mở. Một trăm linh hai. Brazil CB. Đi rồi, Thiago Silva à? Ra ST là bú rồi, ra RW là bú rồi, min luôn. Vừa ăn cái gói mà 400 tỷ của gà làm sao có này có thể ra ngon được. Vừa ăn gói 400 tỷ của gà xong. Đèn thế nhở. Rồi mở. Gói gì đây? Perisic LHL cộng 8. 800 tỷ. Tây Ban Nha, ST. Đó là mẹ mày ra pha mai à? Con này con béo nào vậy? Mẹ em còn cận min luôn này. Mẹ em xong phải là đề Thomas. Tôi đã nghĩ vào cái đề Thomas rồi. Trời ơi, em đèn quá, em đèn quá em ơi. Ui ui, 117 ra 118. À, gói chỉ định 70 này không biết lọc như nào đây. Không biết lọc như nào đây. Rồi lọc đi anh em ơi, làm tí Casillas này, Stay Gavin này. Mẹ, tất cả niềm tin, tôi đặt hết vào Minh Nhật. Tất cả niềm tin tôi đặt hết vào Minh Nhật anh em ạ. Vâng, tôi đang thấy Minh Nhật đang chọn cái gì đây? Lắc lắc cái gì đây? À, có nên nặng không nhở? Không dám nhìn. Pháp ST. Đi rồi. 119 à. 119 là 500 tỷ. Tại sao không phải CF là Ben Ú nhở? 119 nhưng mà lại mắc tiền. Benzema là CF cơ. Bú chưa nhở? 500 tỷ, Figo 400 tỷ nữa. Trời ơi, mắc của mình 500 tỷ. Xác Minh Nhật đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Minh Nhật. Bú rồi còn gì. Ôi, 500 tỷ, trời ơi. Nhưng mà cái cần là CR7. Cái cần là Toni Kroos mà. Minh Nhật, em vừa hứa với anh là CR7 và Toni Kroos mà. Rồi, tổng kết anh em ơi. Tổng kết nói chung là tôi mở được quả Figo này. Figo là ngon nhất. Còn đâu mấy con này thì hơi lửa. Đấy, tổng kết sự kiện là thêm của Figo đây hơi lởm anh em ạ.